câu nhạc dạo của anh Đức Chân Lễ Loi á, ngay cái chỗ nốt đầu tiên á, người ta đàn là la la ha, thì phía trên nốt la đó mấy em sẽ có hợp âm rê thứ bảy. Rê thứ bảy thì khi mà mấy em có hợp âm rê thứ bảy thì cái nốt đó mấy em sẽ không đàn nữa mà mấy em chỉ rải hợp âm đó thôi, thì nó sẽ thành thành cái nốt đó. Ví dụ thay vì mình đàn là la la thì giờ mình sẽ đàn như thế này nè, la rải như thế này, ví dụ nè, la la ha, chứ không phải là la la không có đàn nốt nữa. Bởi vì khi mình vừa đàn nốt vừa đệm á, mà ở phía trên cái nốt đó có hợp âm thì sau này bắt buộc phải rải hợp âm đó vô cái nốt đó thì nó mới đẹp. Đây là cũng là một phương pháp vừa đàn vừa đệm nha. Bây giờ cái câu đàn của nó như sau: la la đô rê đô si. Thì cái nốt si đó thầy không đàn nốt si mà thầy rải theo âm son trưởng luôn, rải son trưởng luôn. Thì khi rải son trưởng như vậy, trong đó nó có nốt si bình, có nốt si bình nè ha. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì khi mình đàn mình rải theo âm son trưởng đó thì cái nốt si của mình đó là nốt trắng, mà nốt trắng mình học là hai phách. Như vậy mấy em phải đài rải hai cái, rải hai cái như thế này nè, thì nó mới đủ hai phách. Ví dụ nè, đô rê đô si, nó rải hai cái gì nó mới đủ nhiều. Rồi mới đàn tiếng nè, son son, thì nó son không có đàn mà rải đô trưởng vô. Ở trong bài này si dáng thì mình đàn nó si dáng nha, nó này gọi là nó si dáng. Mấy em tính từ dáng như là lùi lại nửa cung, đây là nó si bình thường nằm ở ngang 4/3, mấy em lùi lại nửa cung gọi là si dáng. Được, đại thêm một cái nữa, bởi vì nó la cái chỗ pha trưởng đó nó là hai phách. Xong rồi đàn tiếp, ở đây mình sẽ có nốt nối. Nốt nối là gồm có một nốt trắng có chấm và một nốt đen cộng dấu lặng là 5 phách. Thì ở đây 3 phách đầu mình sẽ đải là pha trưởng là 1 nè, 2 nè, 3. Sang phách thứ 4 á, mình sẽ đàn nốt bát giống như điệu vang. Bát là 4, 5 à, ở hòn pha trưởng nè, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ở đây thì khi mình học thì tới cái năm đó xong rồi mình sẽ còn nốt la, mình sẽ đàn nốt la. Và sau cái nốt la đó là có dấu hai chấm, thì dấu hai chấm chính là dấu lặp lại. Thì mình sẽ lặp lại ngay cái chỗ có dấu hai chấm, mình lặp lại cái chỗ có dấu hai chấm nha. Rồi bây giờ đàn tiếp nè, sẽ đàn lần 2. Thì tới ô nhịp này mấy em sẽ nhảy xuống câu số 2, có nghĩa là lần thứ 2. Và lúc đó mình sẽ đàn như sau: Mi đô rê. Đi là ngay cái câu số 1 á, từng ngày trên phố người ta đi số 1, nghĩa là mấy em sẽ đàn cho thầy điệu van rải âm cách số 1. Rồi ở dưới mấy em sẽ thấy là giọt mưa kia đã xóa tan của mình ai, thì người ta sẽ ghi số 2, có nghĩa là lúc đó mấy em sẽ đàn điệu van rải âm cách số 2. Rồi chỗ nào ghi số 3 thì mình đàn điệu van rải âm cách số 3 nha. Còn nếu như chỗ nào ghi số 1 cộng số 2, nghĩa là trong cái đoạn đó mình sẽ đàn vừa cách 1 vừa cách 2. Bây giờ hướng dẫn từng câu một. Giờ trước khi hướng dẫn từng câu một á, thì hướng dẫn cho mấy em ba cách điệu van đã ha. Bây giờ điệu van rải âm thì nó gồm có 6 nốt móc đơn. Ở đây mình học á, nốt đen á, là một phách, nhưng móc đơn á, thì chỉ có nửa phách thôi, mà 6 nốt móc đơn thì cộng lại thì nó thành 3 phách. Như vậy khi mấy em đàn á, mấy em sẽ có cái nhịp như sau. Nhịp thứ nhất á,
là hai nốt đơn á, thì nhịp thứ nhất là mình đập xuống một nốt, ví dụ như là đập là một nè, hai nè, hai là dở lên, một đập xuống, hai dở lên, ba đập xuống, bốn dở lên, năm đập xuống, sáu dở lên, ví dụ một hai ba bốn năm sáu, một hai ba bốn năm sáu là sáu nốt đơn, một hai ba bốn năm sáu, một hai ba bốn năm sáu ha. Thì khi mình đàn á, mấy em sẽ nhịp cho thầy làm sao đủ ba phách, ba phách trong một cái địa phương rải âm. Ví dụ như thế này, cách số 1, cách số 1 người ta ghi như sao, người ta ghi chữ B, số 3, số 2, số 1, số 2, số 3, có nghĩa là nó ba ghi 3, ghi 2, ghi 1, ghi 2, ghi 3. Thì ở đây nó có sự phân biệt giữa điệu siêu rock với điệu khoan rải âm, khác nhau ở chỗ là tiết tấu khác nhau. Tiết tấu của điệu khoan thì gồm 6 móc đơn, còn tiết tấu của điệu siêu rock là gồm có hai nhóm liên ba móc đơn khác nhau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là khi mình đàn điệu siêu rock thì mình sẽ đàn chậm lại, còn điệu van sẽ đàn nhanh lên. Và hai cái này, hai cái điệu van và siêu rock nó chỉ có giống nhau ở chỗ là mình đàn dây 3, dây 2, dây 1 thôi. Đó thì chỉ giống nhau về cái dây đàn thôi. Bây giờ thầy sẽ cho các em phân biệt. Bây giờ mình sẽ đàn điệu van trước. Còn điệu siêu rock cũng là 6 nó móc đơn, nhưng người ta lại chia ra thành hai nhóm, thì người ta gọi là liên ba móc đơn. Thì lúc đó nó chỉ có hai nhịp thôi. Ví dụ 1 2 1, đây là điệu siêu rock 1 2 1 2. Và điệu siêu rock thì mình sẽ đàn chậm lại, rất chậm nữa là khác. Có khi mình hát mình sẽ đàn rất chậm nha. Còn điệu van thì mấy em sẽ đàn nhanh lên. 3 3 2 1 2 3, 3 3 2 1 2 3, 3 3 2 1 2 3, 3. Đó là cách số 1. Cách số 2 mình đàn như sau: 3 3 2 3 1 3, 3 3 2 3 1 3, 3 3 2 3 1 3, 3. Ba ba một hai đặt chung, đặt liền chung với nhau luôn, một lượt luôn. Ba ba một hai, ba một hai, ba 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 một hai, ba một hai, ba. Ví dụ đó là ba cái cách. Mình giờ mình sẽ tập từng cách trước khi mình ráp vô bài. Bây giờ vô bài á, thì thầy sẽ hát câu 1 và ứng dụng cách số 1. Bây giờ mình dạo cái mình vô câu 1 nha. Hơi để em hát câu tiếp theo. Hát lại câu 1. Đặt tên
Tiếng mưa buồn lạnh quá. Đó, cái chỗ này là xài cách 1 nè. Tiếng mưa buồn lạnh quá.